Chị em ai còn ở không? Hiện tại là chỉ có một bé ở nhà là ở không thôi hả? À, không phải là ở không, bé nhà có gia đình hả? Dạ. Còn ba chị em ở không hết hả? Đi gã thêm bé này nữa. Để tụi tôi lo mấy vụ này hết cho. Thôi. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Bây giờ mình giới thiệu tên tuổi của mình đi em trai. Dạ em xin chào anh MC Quyền Linh. Xin chào chị MC Ngọc Lan. Xin chào bạn nữ ở phía bên kia. Chào tất cả mọi người đang có mặt tại trường quay. Em tên là Hồ Viết Bảo, năm nay em 29 tuổi. Công việc hiện tại của em đang là một ca sĩ tự do. Wow, ca sĩ. Dạ vâng. Hôm nay em có mang đến cho chương trình một ca khúc. Em xin gửi đến mọi người một ca khúc được mang tên Những Kẻ Mộng Mơ, một sáng tác của Nguyễn Bảo Trọng. Biển vẫn cứ thế trông về nơi xa, kiều hoa ngôn rực rỡ và lấp lánh những nơi biển qua. Bờ cát vẫn nằm đợi sóng xô về, nhưng biển kia chẳng thể lại nhìn phía chân trời của làn sóng kia vội tìm hoàng hôn xa để kết đôi. Đừng mong mơ nữa hỡi biển ơi, chân trời xa lắm chẳng có ai đợi, phía bên kia đại dương cũng chỉ có bờ cát nâng niu biển thôi. Đừng mong mơ nữa hỡi kẻ mộng mơ, mặt trời tận nơi góc vũ trụ bao la, hoàng hôn đó chỉ là từng tia sáng mong manh từ nơi xa. Xin cảm ơn ạ. Một màn chào sân quá là ấn tượng. Rồi bây giờ mời nhà gái. Dạ em chào chị Ngọc Lan ạ. Em chào anh Quyền Linh ạ. Xin chào. Dạ em chào bạn trai, gia đình bạn trai cùng toàn thể các khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Bùi Thị Minh Như, năm nay em 25 tuổi ạ. Em đến từ một thành phố rất yên bình và bạt ngàn những đồi trà xanh và cà phê. Bảo Lộc. Đúng rồi ạ, đó chính là thành phố Bảo Lộc, thủ phủ của trà và tơ lụa ạ. Hiện tại em đang làm trong một khu du lịch và khu du lịch này có một con thác được bình chọn là đẹp nhất thế giới, đó chính là khu du lịch thác Đam Ri ạ. Wow. Em có thể hát một bài nào để đáp lại với nhà trai không? Cho phép em đọc một bài thơ để đáp trả lại bạn trai được không ạ? Để đáp lại thôi, nghe đáp trả nó nặng nề quá. Em xin gửi đến bạn nam cũng như các bạn khán giả bài thơ là Mai anh về Bảo Lộc với em không. Mai anh về Bảo Lộc với em không, nơi chứa cả tuổi thơ em trong đó, nơi yêu lắm dù từng con phố nhỏ, dẫu đi xa em chỉ muốn quay về. Anh biết không, cái cảm giác thích mê, vùi thật sâu, giấu mình trong chiếc áo. Đêm phố thị, sương giăng mờ hư ảo, cốc đậu nành chậm chậm ấm đôi tay. Hai mình cùng ngồi lặng dưới hàng cây, nghe gió gọi, nghe bờ hồ nghiêng sóng. Có cậu bé khua đôi chèo lóng ngóng, cá không nhiều, liệu đủ bữa hôm nay. Về để nghe hương khói mắt cay cay, sao yên tĩnh chiều cầu an Phước Huệ. Nhà thờ bên đang vào giờ thánh lễ, vẳng đâu đây nghe một khúc kinh cầu. Về đi anh, mình cùng đến Đam Ri, nghe thác đổ giữa đại ngàn xanh thẳm, nghe chuyện tình dẫu ngàn năm còn thắm, một tiếng thủy chung anh có nguyện trong lòng. Trời ơi, chị mượn sao mà nó ngọt ngào, nghe ai cũng về Bảo Lộc hết trơn. Chỉ là một cái bài thơ cô ấy in ra để đọc dành tặng cho chương trình thôi mà cô ấy đã có đính đây một cái nơ. Đây là thể hiện một cô gái cực kỳ chu đáo luôn. Đây có phải là ưu điểm của em không? Chu đáo. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Hay quá. Rồi, mình nói luôn ưu điểm của đúng mình rồi đi nè. Dạ, ưu điểm của em là em tự lập ạ, quyết đoán, mạnh mẽ ạ. Em có thời gian quãng du học ở Nhật là 5 năm, các vấn đề về đi làm, kiếm tiền để mà chi trả học phí là em có thể tự làm được ạ. Giỏi quá. Em là một người hết mình vì công việc ạ, cho nên là đôi lúc khi mà mình hết mình vì công việc cho nên là em thường hay mang việc về nhà cũng như là không chăm sóc bản thân mình. Về ưu điểm thì có thể là em là một người rất thích chia sẻ và chia sẻ với tất cả mọi người những niềm vui và nỗi buồn. Em là một người cũng khá là cầu toàn á,
Cho nên là cái việc đó đâm ra nó làm cho em cảm thấy là nó là vừa là ưu điểm và lừa, vừa là nhược điểm của em. Luôn luôn muốn chu toàn đúng không? Dạ đúng rồi. Cái nhược điểm lớn nhất của em đó là hay quên. Em rất là hay quên. Em hát em có quên lời không? Dạ, dạ đôi lúc cũng có ạ. Trời dạ. Đất. Em còn hay bị là một cái là hay nổi nóng. Dạ vâng, em lâu lâu em hơi nóng tính một chút xíu. Nhưng mà cái việc nóng tính của em chỉ diễn ra trong khoảng một vài phút thôi. Sau đó là em lại bình tâm lại. Một vài phút là đủ gây ra tai nạn rồi. Một vài phút có đủ để làm tổn thương những trái tim đơn lẻ rồi. Thì đó là một cái nhược điểm lớn nhất của em. Em rút lại một vài giây được không? Em rút lại một vài giây được không? Em đổi lời lúc nào em nóng tính em hát được không? Dạ, dạ cũng được luôn ạ. Ừ, dạ, lúc vậy đó... đi cho nó nhẹ nhàng đi. Dạ vâng ạ. Không. Với lại lúc nãy em có nghe bạn nữ nói là vì bạn nữ làm việc nhiều quá cho nên là đôi khi bạn nữ không có chăm sóc cho bản thân mình nhiều. Em cứ yên tâm nha, nếu như anh mà có được về bên em thì chuyện chăm sóc em cứ để anh lo. Chuyện chăm sóc em cứ để anh lo. Wow. Bắt đầu xuất hiện ngôn tình rồi đó. Thôi nhà gái, em con đường tình duyên thế nào rồi? Dạ em trải qua hai mối tình rồi ạ. Một bạn là thời cấp 3 và một bạn ở bên Nhật ạ. Bên Nhật yêu nhau lâu không? Dạ 3 năm anh ạ. Trời 3 năm nó đầy kỷ niệm luôn đó. 3 năm ở một nơi xứ người. Đúng rồi. Các bạn nương tựa nhau. Nhiều kỷ niệm lắm chia đó. Chia sẻ với nhau rất là nhiều nhưng mà không thể ở bên nhau được. Chắc là buồn lắm hả? Dạ. Chị qua chị nhiều chuyện coi nhà trai bao nhiêu mối tình. Dạ. Trai chắc cũng khá lắm à. Dạ dạ chị lại. Thì về tình trường của em thì chắc là em có 3 mối tình. Thấy chưa? Thấy chắc khá là rồi. Có 3 mối tình đó. Chắc là thấy khá rồi đó. À lúc thật sự là chính xác là 3 mối tình. Ừ. Mối tình gần nhất của em là kéo dài 4 năm rưỡi. Khi em gần tiến đến sắp sửa sẽ cầu hôn bạn đó. Nhưng vì một số cái lý do giữa cả hai đứa cho nên là tụi em đã phải chấm dứt. Giờ sao? Giờ muốn quen cái người mới như thế nào nè? Dạ thì như hồi nãy là bạn nữ có nói là bạn nữ có cá tính độc lập, tự chủ về tất cả mọi thứ. Đó là mẫu hình tượng mà em rất là mong muốn tìm được một người như vậy. Bên đây là hình mẫu người phụ nữ Việt Nam luôn đấy. Có đủ luôn á. Thật ra nãy giờ á, mình nghe cô gái nói thì cô gái này gọi là có đầy đủ những cái gì em muốn. Thậm chí có hơn luôn. Tôi không phải nịnh đàn gái chứ tôi thấy là đàn gái ok. Rồi giống người Nhật quá ta. Xinh xắn dễ thương, bản lĩnh. Tôi cũng rất tự hào về nhà gái của tôi. Còn nhà trai tôi thấy hát hay, cũng đẹp trai, cũng thông minh, cũng nhanh nhạy ha. Bây giờ mong muốn nhà gái có bạn trai như thế nào à? Một mẫu hình gì nói coi, coi giống bên kia không? Dạ em mong muốn người bạn trai của em đầu tiên là phải là người trưởng thành ạ. Trưởng thành có. Dạ. Không cần quá đẹp trai. Cũng hơi được. Hơi đẹp trai. Dạ không cần quá đẹp trai nhưng mà sống phải tử tế lương thiện ạ. Có lương thiện không em? Dạ. Khó trả lời, đừng hỏi điều đó nó nhạy cảm lắm. Tôi hỏi. Hỏi có lương bổng hay không thôi. Lương bổng hay không thôi. Có lương bổng không em? Dạ lương, lương cũng bay bổng vậy lắm. Đó. Dạ lương em cũng bay bổng vậy lắm. Người ta quan trọng lương bổng thôi. Giờ hỏi cô gái đâm ri đi với ai? Dạ hôm nay em đi với hai chị gái của em ạ. Trời dạ ơi. Chào nhà gái. Dạ nhà gái xinh xắn. Người ta chỉnh chu chưa? Mời những cô gái Bramri. Dạ xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Ngọc Lan, chào em, chào bên đàn trai, chào tất cả các bạn trong khán giả trường quay. Nhìn thấy bạn nam thì cũng khá là dễ nhìn, hát rất là hay. Nhà chị là 4 chị em gái, bé Như là con út thì mọi người trong nhà lúc nào cũng rất là yêu chiều bé Như. Nhưng mà khi mà bé Như đi qua Nhật á, thì mọi người hoàn toàn bất ngờ vì bé Như là một người rất tự lập. Ở trong bạn đấy là có những cái tiềm năng mà gia đình cũng khá là bất ngờ về bạn này. Nên là gia đình cũng mong muốn rằng bạn cũng sẽ tìm được cho mình một người nào đó có thể là sau này sẽ rất là hạnh phúc. Nghe chị ấy nói bây giờ tôi mới ngược lại nhà trai. Bảo trọng nha em. Bảo trọng nha em. Rồi còn đây là chị hay là em của nhà gái? Dạ em là chị ạ. Chị thứ mấy? Dạ em chị thứ ba ạ. À em thấy anh sao?
Em thấy anh rất là đẹp trai, có tài. Còn bên đàn gái thì gọi như là trai tài gái sắc đó. Dạ, nếu mà em cảm thấy con tim mình rung động thì em hãy cho chàng trai bên này một cơ hội để hai người cùng bước đến một con đường dài hơn. Mấy chị em ai còn ở không? Hiện tại là chỉ có một bé ở nhà là... Ở không thôi hả? Không phải là ở không. Bé nhà có gia đình hả? Còn ba chị em ở không hết hả? Đi gả thêm bé này nữa. Để tụi tôi lo mấy vụ này hết cho. Rồi, bây giờ thì mình đi với ai nè? Dạ, hôm nay em đi với những người đồng nghiệp của em. Đây là những người cùng em làm việc về âm nhạc ạ. À, rồi, chào em trai. Chào nhà trai ạ. Dạ, em xin chào MC Quyền Linh ạ. Chào MC Ngọc Lan ạ. Dạ. Chào mọi người trong trường quay ngày hôm nay ạ. Dạ, em xin giới thiệu em tên là Kiên ạ. Thì nãy giờ em ngồi nghe bên nhà gái đã chia sẻ có vẻ hơi uổng phí khi mình chưa tới Bảo Lộc ạ. Dạ, mới nhìn người Bảo Lộc thôi, nhưng em thấy yêu Bảo Lộc rồi đó. Dễ thương quá. Nghe đã đôi tay thiệt. Những cái tài năng của bạn nữ bên này thực sự là khiến cho em rất là ấn tượng. Anh Bảo là một ca sĩ thì cái công việc về thời gian, về tính chất công việc nay đây mai đó, rồi cái sự bấp bênh rất là khó. Rất là bấp bênh. Cái đó là cái mà nhà gái chú ý ha. Em sẽ đề nghị với anh Bảo, nhất là anh Bảo làm rể ở Bảo Lộc rồi dắt bọn em đi thì quá là tuyệt vời. Rồi, cảm ơn nhà gái, nhà trai rất nhiều. Để ca sĩ với gọi là thi sĩ chúng ta gặp gỡ nhau thế nào nha. Mở nào. Anh chào em. Như những cặp đôi khác, họ sẽ dành tặng những đóa hoa cho nhau. Dạ. Nhưng anh nghĩ anh không có giống như vậy. Là bởi vì đóa hoa đẹp nhất đang đứng trước mặt anh rồi. Đóa hoa đẹp nhất đang đứng trước mặt anh rồi. Và anh chỉ có thể muốn nói với em là anh sẽ tô điểm cho đóa hoa đó. Anh có chuẩn bị cho em một cặp hoa tai. Anh xin phép đeo lên. Đây chị cầm đó, chị cầm cái hộp. Chị đang xem bộ phim ngôn tình gì đấy. Giật ra, trời ơi, ông rung. Em rung quá. Rồi đeo đi. Em nghe thông cảm với anh ơi rung đó. Cho nên là có lỡ đâm vô thịt thì em đừng có. Ta có cái lỗ sẵn đó nha. Làm xong rồi làm ra cái lỗ khác đi. Không lẽ tôi tổ chức đám hỏi đây luôn chứ. Bây giờ em trai về đây ngồi đi nào. Chưa, nhà gái chưa tặng quà. Ủa nha. Ủa gì còn? Trời hôm nay ơi, em nữa. Mang từ Lâm Đồng lên một bức ảnh, một bức tranh tặng anh ạ. Anh có thể mở cái bức tranh này ra để em nói về ý nghĩa bức tranh được không ạ? Ok. Em phụ anh nha. Ok. Em gửi tặng anh thác Đam Duy. Đây là biểu tượng của quê hương em. Và em tặng món quà này gửi tặng anh. Và hy vọng rằng anh có thể để món quà này trong một vị trí ngôi nhà của anh ạ. Anh sẽ để vào nơi mà luôn luôn lúc nào anh cũng thấy. Đó là trong trái tim anh. Rồi đem về đây đi nào. Được. Bây giờ tới lúc mình hai đứa trò bấm nút chuyện luôn không? Hai đứa bấm nút luôn không? Bấm nút luôn không? Bấm nút luôn không? Anh nhìn rất là lịch lãm ạ. Còn anh nghĩ gì về em ạ? Đúng, đây là cái gu của anh rồi. Chắc là ngày hôm nay sau khi anh rời khỏi chương trình này, anh sẽ có một người gọi là người yêu của anh. Anh biết rồi, anh biết rồi. Nếu như ngày hôm nay em không bấm nút thì em vẫn hy vọng anh có thể làm bạn và có thể dẫn gia đình anh cũng như bạn bè đồng nghiệp anh đến quê hương em. Và thật sự là cái rung động ban đầu nó rất là cần thiết á. Nếu như mà em làm anh buồn thì em mong rằng anh cũng có thể tha lỗi cho em nha. Cô nói vậy hẹn hò sao mà em đưa ra thử cái vấn đề coi sao. Anh nghĩ xa là quá đó. Chắc là có những vấn đề gì mà
chúng ta chưa có hiểu được với nhau. Thì anh nghĩ là cái bước sau này, sau chương trình này thì có thể là chúng ta sẽ tìm hiểu nhau. Còn cho nhau một cơ hội hay không thì cứ để thời gian sẽ quyết định. Mới vô nói sao xui quá vậy? Chắc là cô này cũng hơi lo lắng về chuyện xa xôi đó. Cái mong muốn của em là gì? Thật sự là em cũng muốn một bạn ở gần nhà em một xíu. Tại vì là em là con út và em muốn là làm sao mà mình lo được cho mẹ nữa. Người ta dọn nhà lên ở luôn rảnh được không? về khoảng cách để em lo cho gia đình thì anh nghĩ là điều đó anh sẽ hỗ trợ em được. Tại vì vấn đề rất là dễ cho nên em đừng có lo quá. Bảo Lộc cũng hát rồi sao? Thành phố Hồ Chí Minh cũng hát mà. Anh nghĩ là có một ngày nào đó anh sẽ đem tiếng hát của anh lên tận trên Bảo Lộc để hát cho em nghe mà. Ben nghe câu này Ben cũng hơi lo. Chắc sắp có một người bỏ Ben. Nói về rồi thôi mình quyết định thôi. Nào bấm nút là chúng ta quyết định hẹn hò với nhau. Còn nếu như chúng ta cảm nhận không rung động, chúng tôi cũng khuyên không nên bấm. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. À, rồi, em gái không bấm. Thật ra một câu chuyện rất đẹp. Đẹp lắm các bạn. Nhưng mà khi em gái nói câu đó, tự nhiên tất cả đều trùng lại, đứt ngang một cách đột ngột như vậy. Sau chương trình này em vẫn sẽ kết bạn với bạn. Em vẫn đi Bảo Lộc. Dạ vâng, em vẫn sẽ đi Bảo Lộc. Biết đâu mua nhà để trồng trà. Dạ. Để bán trà, uống trà. Dạ vâng. Để nghe đọc thơ. Dạ. Hola todos. Hoy quería presentarme un poco en español y francés y inglés. Y vamos. What? What it? Có thể nói tiếng khác không? Tiếng đó tôi chưa hiểu. Tiếng yeah. Tiếng Nhật đúng không? Dạ không ạ, tiếng Tây Ban Nha. Trời ơi, vậy tôi nghe ra tiếng Nhật. Tôi nghe họ ra tiếng Pháp nữa chứ. Em người Tây Ban Nha hả? Dạ không ạ, em mới... Việt Kiều Tây Ban Nha. Dạ, em mới đi học Tây Ban Nha 2 năm về. Ủa vậy đó hả? Dạ. Rồi học bên đó gì? Dạ em học thạc sĩ. Thạc sĩ? Dạ, quản trị kinh doanh. À dạ. Dạ. Thành ra tiếng Tây Ban Nha đó hả? Dạ. Vậy là sao dịch cho anh nghe luôn coi. Em dự định là hôm nay là em tới đây để em giới thiệu một chút về bản thân mình bằng tiếng Tây Ban Nha. Thì em tên là Khoa. Em sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em 28 tuổi. Em là một con người rất là tốt bụng và rất vui được gặp MC anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan, cũng như là bạn gái và gia đình hai bên ạ. Em xin cảm ơn. Rồi, mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Ngọc Lan, chào chú Quyền Linh, chào bạn Nam với cả chào quý vị khán giả. Em là Nguyễn Diệu Linh, em năm nay 22 tuổi. Em hiện đang làm trợ lý giám đốc cho công ty xuất khẩu đồ ngoại thất. Em làm việc ở quận 2. Em sống ở đâu? Em ở quận Tân Phú ạ. À, sống với ai? Em ở chung với cả bố mẹ. À, vậy hả? Em hãy cho biết ưu điểm, khuyết điểm của mình cho nhà gái nghe. Dạ, trước tiên á là nói về phần ưu điểm á. Ừ. Em là một người rất là ham học hỏi. Nó thể hiện qua cái việc là em có tới 3 bằng thạc sĩ. Là em có tới 3 bằng thạc sĩ. Trời đất ơi. Nên là cái việc này á, là nó được học hỏi đây là không phải là học thuật không, mà là còn học hỏi về văn hóa, về cách đối nhân xử thế con người. Ngoài cái việc mà tránh cái tình trạng là mọt sách á, em còn tham gia văn nghệ. Nên là em đạt rất là nhiều giải thưởng về văn nghệ. Ngoài cái khả năng ca hát á, thì em còn biết chơi nhạc cụ, piano, guitar. Trời đất ơi, sao nó giỏi vậy rồi. Nãy em nói em đang làm việc gì chị quên rồi. Hiện tại em đang công tác tại phòng huy động vốn của ngân hàng Á Châu. Thạc sĩ là lương cao lắm à. Có thạc sĩ MC không? Có thạc sĩ MC không? Bữa nào giới thiệu anh tư vấn cho anh học thạc sĩ MC không? Dạ, tại trong chữ MC ấy, là có chữ Master nè. Nên anh không cần học nữa. Master of Ceremony. Vậy là anh thạc sĩ rồi đó hả? Vậy là anh thạc sĩ rồi đó hả? Dạ. Nên... Trời ơi. Nội ơi, xưa giờ tôi thạc sĩ tôi không biết không ơi. Vậy đó hả? Dạ, nên anh không cần học nữa. Tự nhiên. Cảm ơn dạ. Em đã phát hiện ra cái từ đó cho anh. Thôi, nay tôi lên mặt rồi đó nha. Dạ. Nên... Thôi, thì để chứng minh đi, thay đổi không khí chương trình, em xin phép đàn một bài hát. Để... Có tài như trổ tài cho dạ. Nhà gái biết đi em. Ngon nha, tôi thấy dạ. Này chai sơ sơ là ngon rồi đó. Dạ, em xin đàn bài hát cũng khá là vui tươi của nhạc sĩ Đức Huy, Lời Yêu Thương ạ.
lâu ấm ấp trong lòng hoài, nói những lời yêu thương đã từ lâu ấm ấp trong lòng hoài. Nhà trai tôi vậy đó, giới thiệu nhà gái biết. Nhà trai tôi vậy đó, giới thiệu nhà gái biết. Hay lên mặt quá à. Giờ nhà gái mình có tài lẻ gì không em? Mình thể hiện liền đi em, chứ bên kia lên mặt quá chị chịu không nổi. Giờ em không hát rồi chị hát à? Giờ em không hát rồi chị hát à? Thôi thôi. Thôi được rồi em gái. Thật ra nói chơi thôi. Trai tài gái sắc. Bên đây nhà trai tôi có tài, bên nhà gái có sắc được rồi. Xinh đẹp. Dĩ nhiên. Quá xinh đẹp. Tôi thấy vậy tôi thấy ổn định rồi đó. Tôi thấy vậy là không lẽ giờ mở rào ra cho gặp nhau luôn chứ. Tôi nôn lắm đó. Thiệt. Nhưng mà thôi mình để hỏi sơ sơ chút coi. Người xinh đẹp quá mà sao giờ được ế trời. Có mối tình nào chưa? À, em có một mối á. Mối mấy năm? Khoảng năm rưỡi. Rồi sao xinh đẹp này mà sao chia tay vậy trời? Tụi em chia tay trong hòa bình thôi ạ. Hòa không bình. Thấy tiến xa hơn được nữa thì tụi em dừng lại. Trời, tụi trẻ giờ nó cũng hồi hộp quá. Bình yên quá cũng chia tay nữa. Nói chung là bình yên cũng chia tay nữa. Còn này, ba cái ông thạc sĩ này cũng tài giỏi hát hay mà sao mà chưa có người yêu vậy nè. Dạ, tại vì do là em cũng bận học quá. Ừ. Dạ, nên lúc mà qua Tây Ban Nha cũng 2 năm dịch giãn cách. Mấy cô gái Tây Ban Nha đẹp lắm. Có quen cô nào không? Dạ dạ không ạ, em học á, nên nãy em mới nói là em dành thời gian để học, nên em lấy 2 năm lấy 2 cái bằng á. Lo học quá đúng không? Dạ. 3 cái bằng thạc sĩ mà. Dạ chào chị. Không biết có mấy mối tình rồi? Dạ thì 2 mối tình. 2 mối? Dạ lúc là sinh viên. Dạ. À. Mối tình đó thì cái bạn ấy cũng đi hát chung với em. Hai đứa em thì cũng là hạng nhất hết. Nhưng mà có hai đứa hạng nhất mới chia tay đó. Dạ. Hai đứa hạng nhất hạng nhì nó không có chia. Tụi em đi hát rồi nói chung tính nghệ sĩ thì đôi khi nó cũng có những cái giận hờn. À, thì mình cũng trẻ mà mình chưa có trưởng thành á. Ừ. Nên thôi thì sau đó thì em với bạn ấy cũng làm bạn, và tới bây giờ bạn ấy cũng có gia đình có con, thì em cũng chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức mà em có được cho bạn ấy. Rồi mối tình thứ hai? Thì mối tình thứ hai thì lúc làm việc ở tại ngân hàng thì em cũng vô quá trình là bận, em phải đi nước ngoài rồi, em cũng nhắm là thôi mình cũng không có tiện để người khác chờ đợi mình, nên thôi em cũng chủ động và em cũng chia tay. Ừ. Thôi mấy bà mối còn sao đó, gả tôi nhà gái qua đây đi. Ủa đâu gả liền được? Ủa đâu gả liền được chứ sao? Ủa gì phải hỏi cặn kẽ rõ ràng. Tôi phải hỏi nhà gái tôi nhu cầu có bạn trai như thế nào, bên đây đáp ứng được hay không bà mối. Em bây giờ em nói đi, nhu cầu có bạn trai của em như thế nào? Em muốn bạn trai cao ráo, sáng sủa, hơi mũ mĩm, sáng trưng. Ba cái bằng thạc sĩ nó sáng, tao nói hơn đèn ô tô. Em ơi, bên đây tao bận học lắm, cho nên là người ta cũng không có thời gian người ta ăn nữa, nên người ta cũng không có mũm mĩm được. Thôi mình tha thứ cho cái chuyện đó đi. Sau này nuôi béo được. Rồi được, đó, hợp lý. Nói gì nữa cưng? À, với cả tôn trọng sở thích của em. Em thích gì? Em thích nhạc Hàn Quốc. À. Thích gì nó lớn. Thích nhạc Hàn Quốc nha. Hả? Thích nhạc Hàn Quốc. Nhạc Hàn Quốc. À. Nhạc Tây Ban Nha người ta còn hát được, có chi nhạc Hàn Quốc. Nhạc Tây Ban Nha em cũng thích. Nhạc Tây Ban Nha em cũng thích. Cũng thích luôn hả? Chúc hát bài Tây Ban Nha nha. Dạ. Vậy thôi hả? Có cái điều gì em không thích ở đàn ông không? Em không thích là con trai gia trưởng. Ở đây người ta học nước ngoài, người ta hiện đại lắm, không ai gia trưởng hết trơn á. Bây giờ mình muốn một người bạn gái sao nè em trai? Dạ, sẵn cái nhu cầu của bên đấy thì em cũng nói luôn là em cũng rất là thích xem phim Hàn Quốc. Ừ. Nên rất là thích nghe nhạc Hàn Quốc luôn. Vậy đó hả? Dạ, những cái bộ phim mới nào, trending nào là em cũng coi hết. Có biết nói tiếng Hàn Quốc không? Dạ chưa, em muốn học thôi nhưng mà em chưa có học. Opa, saranghae, saranghae. Kamsahamnida. Ông saranghae với tôi nhìn tôi sợ lắm. Cứ nói saranghae của ông tôi sợ. Rồi bây giờ nhà hỏi người thân. Hỏi người thân đi. Nhà gái đi với ai cưng? Dạ em đi với hai người bạn thân của em. Em xin chào anh Quyền Linh với lại chị Ngọc Lan ạ. Em là bạn của Diệu Linh. Thì em thấy em trai này rất là dễ thương, hòa đồng, hát hay, tài giỏi. Thấy cặp đôi hôm nay đúng là tài và sắc ạ. Vậy là hợp ha. Dạ. Em đi với ai em? Dạ hôm nay em đi với mẹ em. À có mẹ hả? Dạ. Trời mẹ trẻ đẹp quá ha. Xin chào MC Quyền Linh và diễn viên Ngọc Lan. Dạ.
Cô là Đỗ Thị Thanh Tâm, mẹ của Nguyễn Đăng Khoa. Cô cũng công tác trong ngành giáo dục. Nói về con trai của mình xíu là Nguyễn Khoa thì tính tình nó hiền lành, sống tình cảm và rất là có hiếu. Và Khoa chịu khó. Thật ra nãy thì cô có nghe bạn gái nói á, là sợ là con trai gia trưởng, nhưng cô dám bảo đảm với con rằng là con cô không phải gia trưởng. Và bản thân gia đình cô cũng là sống rất là thoáng. Nếu có duyên á, thì hai đứa con gặp nhau và tìm hiểu thì cô tin rằng Khoa sẽ đem hạnh phúc đến cho con. Trời, hay quá. Cảm ơn cô. Cô đảm bảo người lớn không có gia trưởng nha. Thôi bây giờ hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Bắt đầu đi cưng. Hôm nay anh có món quà, nước hoa anh mua từ Tây Ban Nha, phải chạy hơn 20 giờ bay rồi hơn hàng chục ngàn cây số đem về đây, chính gốc tại Barcelona. Dạ, em cảm ơn anh. Anh gửi em. Em cũng có món quà tặng anh. Dạ. Nó là khung ảnh là để anh kỷ niệm. Hy vọng là nếu như có duyên á thì sẽ là hình của mình. Dạ. Hai đứa đứng gần lại chụp tấm hình cái bỏ vô khung ảnh đó luôn nè. Dạ. Đứng sát vô nè. Rồi có hình bỏ khung ảnh nha. Hai bạn ngồi đối diện nhau trò chuyện đi nào. Anh muốn hỏi em tí là anh thì cần người phụ nữ thì cũng đơn giản thôi, nhưng mà anh chỉ cái điều mà anh trăn trở mà cần nhất là nếu như mình có duyên mình sống với nhau thì em có chịu là về ở với nhà của anh không? Tại vì nó có lý do như thế này, là vì ba anh mất sớm, mẹ anh thì ở một mình. Nếu bây giờ mà anh không ở gần mẹ thì mẹ anh chỉ có một mình thôi, vì em gái của anh là vừa rồi là đã đi học nước ngoài rồi. Em có chấp nhận là chịu mà về ở chung với gia đình anh không? Anh chỉ cần hỏi em một câu đó thôi. Em thì em vẫn thích là ở riêng hơn. Ừ. Nếu như mà anh lo cho bác thì mình có thể có một giải pháp mà em nghĩ là ở gần bác và qua thăm bác thường xuyên. Ừ. Cái giải pháp này là anh thấy cũng hợp lý. Thì không sao hết, mình có thể ở rồi cuối tuần mình về mình thăm gia đình. Tại vì giờ anh cũng học nước ngoài, anh cũng tôn trọng quyền tự do hết, anh cũng không ép buộc ai. Dạ em cảm ơn. Giờ người ta có gia đình, người ta khoái ở với mẹ chồng lắm, bởi mẹ chồng vừa giữ cháu nè. Đúng. Cơm nước nè, lo lắng đủ thứ hết trơn á. Ở riêng là mệt lắm đó. Dạ, với lại anh cũng nói thêm, mẹ anh là giáo viên mỹ thuật tiểu học, nên là hiểu được tâm lý của chị em. Nếu có gì thì có thể giúp đỡ được mình. Và mẹ anh nấu ăn rất là ngon, nhờ vậy á mà anh cũng qua nước ngoài cũng tự nấu ăn luôn. Nên là nếu mà ở riêng anh cũng vẫn phụ và nấu cơm được, nấu ăn được, nên anh không phải là kiểu mà em làm việc này anh làm việc kia, chứ anh không có để làm hết cho em làm một mình hết. Bên nhà gái cũng đi du học nước ngoài về đó. Dạ. Đúng không gái? Dạ. Em cũng từng đi Mỹ 4-5 năm. 4-5 năm mình đó hả? Dạ. Rồi bây giờ mình trao đổi chút xíu về cái chuyện hẹn hò đi các bạn. Anh không biết là cái thời gian rảnh của em á, là em làm từ thứ hai đến thứ sáu. Dạ, em làm từ thứ hai đến thứ sáu và giờ hành chính. Ừ, anh còn... cũng là như vậy. Thì mình sẽ rảnh cuối tuần. Thì thường mình sẽ có những cái thời gian cuối tuần để dành cho nhau. Ví dụ như cuối tuần mình đi xem phim. Ví dụ em thích nghe nhạc Hàn Quốc thì mình có thể book những cái vé máy bay mình đi xem phim Hàn Quốc cuối tuần, ví dụ vậy. Hay là mình tập hát những bài hát Hàn Quốc, anh có thể đàn cho em hát, ví dụ vậy. Hoặc là em muốn hát thì anh có thể hướng dẫn cho em hát. Nhà trai tôi đưa ra hết vấn đề rồi đó, được đúng không? Dạ. Với lại hồi nãy em có nghe bạn gái nói là bạn gái cũng muốn nghe một cái bài hát ngắn bằng tiếng Tây Ban Nha, thì anh cũng xin phép hát một cái bài tiếng Tây Ban Nha. Bài này cũng thông dụng thôi, mình sẽ biết. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después.
ten gomiero Bernadette Bernadette de Sue. Tiến tới chút xíu mình giao lưu về cảm xúc xíu đi. Bây giờ hai đứa nhìn nhau 30 giây và nói những cái cảm xúc của mình đối với người đối diện sau cái cuộc nói chuyện từ nãy giờ. Em thì thích tất cả những cái mà anh chia sẻ. Tại vì anh cũng từng đi du học, cũng khá là thoáng, cởi mở và tôn trọng ý kiến của em. Là em rất cảm ơn vì cái điều đấy. Em cũng mong là mình có thể tìm hiểu thêm về nhau. Ừ. Thì anh thì anh cũng rất là quý em. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thì những cái chia sẻ của em đúng là thật sự là khi chỉ có những người mà mình cùng đi ra ngoài, mình trải nghiệm thì mình mới nắm hết được những cái nhu cầu, những cái mong muốn. Thì thật sự những cái nhu cầu của em là rất là chính đáng. Nhưng mà có thể mình sẽ cùng nhau học hỏi cùng nhau. Nếu như mình có duyên thì mình sẽ cùng nhau học hỏi, tại vì không ai hoàn hảo hết. Ba bằng thạc sĩ cũng không là gì. Nên là mình sẽ cùng nhau học hỏi và cùng nhau cố gắng. Đúng rồi. Ba bằng thạc sĩ nó lớn thật, nhưng mà không có cái bằng lòng đó thì cũng khó lắm em. Đôi khi ba cái bằng thạc sĩ thua cái bằng lòng á. Bằng đã quan trọng lắm. Rồi hai đứa về vị trí, mình đưa ra quyết định đi các bạn. Mỗi bạn sẽ có quyền quyết định riêng cho trái tim của mình nha. Chúng ta bấm thì chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Mình đang đối diện với tất cả bạn bè, với gia đình của mình, với hàng triệu khán giả. Chúng ta không thể dối con tim của mình được. Quyền quyết định của các bạn sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Chúc mừng. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau nào. Nói với mẹ điều gì đi. Mẹ ơi, đầu tiên là con cảm ơn mẹ. Nhưng mà con nghĩ là những cái quyết định của con á, mẹ cũng đều là luôn luôn là hiểu và thông cảm cho con. Nhưng mà dù sao đi nữa thì con vẫn rất là thương mẹ. Và con thương mẹ bao nhiêu thì con cũng sẽ thương người phụ nữ con bấy nhiêu. Chúc cho các bạn trẻ thật là nhiều hạnh phúc trong cuộc sống này. Một nụ hôn đầu tiên. Xin phép hôn mẹ. Rất là đẹp ha. Gái tài gái sắc là đúng đấy. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Dạ, trước tiên em xin phép là chú Quyền Linh. Hôm nay con được xin gọi được anh, với cô Hồng Vân xin gọi được chị. Dạ, thì con tên xin giới thiệu là con tên là Lê Thanh Điền. Sinh năm nay là 34 tuổi. Lớn lên và sinh ra và lớn lên ở vùng đất núi Bà Đen, Tây Ninh. Dạ, thì em đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Công ty đang công tác là công ty công nghệ robot và nghề nghiệp là kế toán. Dạ. Điền làm kế toán hả? Dạ, em làm kế toán. 34 tuổi. Dạ. Làm ở quận mấy Điền? Dạ, hiện tại em đang công tác ở quận 3, công ty đang ở quận 3. Quận 3. Dạ. Ba nhà gái. Giới thiệu về mình đi em. Dạ, em chào cô Hồng Vân. Chào chú Quyền Linh. Chào nhà trai, chào quý vị khán giả, chào bạn trai ạ. Em tên là Nguyễn Thị Thu Trang. Theo như mẹ em nói là em còn 8 mùa xuân nữa là đạt U40 ạ. Là 32 tuổi hả? Dạ. Coi như nhỏ hơn bên đây 2 tuổi đó. Dạ. Rồi quê cưng ở đâu? Dạ, quê con ở Tây Ninh ạ. Ở Tây Ninh luôn hả? Dạ. Vậy là hai bạn cùng quê rồi. Vậy là mình làm nghề gì nè? Dạ, con kinh doanh tự do ạ. Kinh doanh tự do? Dạ. Bây giờ bạn đang sống ở đây hay là dưới Tây Ninh? Dạ, con đang ở Tây Ninh luôn ạ. À, sống và làm việc ở Tây Ninh luôn? Dạ. Kinh doanh online hả, tự do? Dạ không, tại nhà, con làm phân phối. À, làm phân phối tại nhà, mỹ phẩm hả? Ở thành phố Tây Ninh luôn hả? Dạ, con ở huyện Hòa Thành đó chú Linh. Huyện gì? Huyện Hòa Thành. Huyện Hòa Thành, có gần không, Điền? Dạ, đi cũng cỡ 20 mấy cây.
Hai mấy cây từ hả? Nhà em tới Hòa Thành mấy cây, tại gần núi gần chùa, đây là chùa Tòa Thánh á. À gần Tòa Thánh. Vậy là dạ. Tới đó Hòa Thành hai mấy cây, nó cũng dạ. Gần, vậy là cũng hợp lý rồi. Ở chỗ đó thì em cũng biết đi, cũng đi nhiều cũng biết. Ở đó ai không biết, gần đó Hòa Thành cũng không có khó dạ. Để tìm ha. Dạ. Rồi. Rồi bây điểm giờ... điểm mạnh điểm yếu của em bạn em trai bên kia. Dạ, em điểm mạnh thì em là người rất nhiệt tình, ham học hỏi và gọi là trung thực, rất là trung thực. Rồi năng động và rất là năng nắp gọn gàng, sống năng nắp gọn gàng. Biết là thích làm thơ với là thích ca hát, biết ca hát. À. Dạ. Và cái điểm yếu thì nó hơi nhiều. Bản thân thì hơi dễ xúc động. Dễ xúc động coi phim những phim buồn hoặc là có gặp những hoàn cảnh mà nó cảm thấy buồn thì em hơi rơi nước mắt. Thứ hai là cũng hơi kỹ tính thì dễ dẫn hiểu lầm á, nhiều người hiểu lầm là mình hơi khó. Thật sự thì em không khó, hiểu thì em hiểu em thì không khó, nhưng mà mình do mình kỹ tính thôi. Do kỹ tính quá đúng không? Dạ, kỹ tính mình ở dạng như sạch sẽ gọn gàng thiếu á. Dạ. Em xin phép. Rồi mời nhà gái. Dạ, điểm mạnh của con á là con biết lắng nghe chia sẻ, rồi có chủ kiến, con biết nấu ăn. Còn nhược điểm của con là con hay quên. Thì đi đâu thì con phải note lại cái giấy con muốn làm cái gì con mới nhớ. À vậy. Dạ. À. Rồi cái nữa là có lẽ bạn nam bên kia bù đắp cho con được là con thích nấu ăn nhưng mà quét dọn nhà thì con lại hơi lười xíu. Dạ. Bạn kia lại rất là gọn gàng đúng không? Dạ. Rồi bây giờ về đi, mình sẵn vậy mình nói về mối tình của mình đi. Những mối tình của mình có mấy mối tình rồi? Dạ, con có nhiều phân nửa mối tình. Nhiều phân nửa mối tình là dạ, sao? Là chỉ tìm hiểu thôi, không có cái gì sâu đậm mà. Không có tiến tới sâu đậm. Dạ, tức là dạ. Mối tình dài nhất của mình là bao lâu? Dài nhất luôn của con là 6 tháng. 6 tháng? Dạ. Vậy đó hả? Mà mấy lần 6 tháng rồi? Dạ, có một lần 6 tháng thôi. Một lần 6 tháng thôi. Dạ. Còn lại là linh tinh là 1-2 tháng rồi. Dạ, có người thì một tuần. Ồ. Dạ. Vậy là đâu có gì sâu đậm đâu đúng dạ, không? Dạ, dạ. Yêu... cái người 6 tháng đó là hai bạn đã có một cái tình yêu mà đậm sâu với nhau chưa? Dạ chưa ạ. Tại chưa. Vì gọi là yêu xa. Tại vì con ở Tây Ninh còn người đó ở thành phố. Vậy đó hả? Dạ. Có nắm tay nhau chưa? Dạ có rồi. Có hôn nhau chưa? Dạ có rồi. Có rồi luôn. Vậy dạ. Là cũng biết yêu là gì rồi đúng dạ, không? Dạ. Vậy là chia tay bao lâu rồi? Dạ chia tay được hơn năm rồi ạ. Hơn một năm dạ. Do là yêu xa đúng không? Dạ, không phải yêu xa nữa mà là hai người chưa có kết nối với nhau nhiều quá. Ừ. Dạ. Thì yêu xa cho nên mình không có cái cơ hội để mình tìm hiểu nhau nhiều đúng dạ, không? Dạ, dạ. Ừ. Coi như là mối tình 6 tháng sáng tháo đó ha. Sa- nói chung là cũng nhiều cái nữa. Nhưng mà cứ tuần hay tháng, cái dài nhất là 6 tháng. 6 tháng. Rồi bên đàn trai có mấy mối tình rồi? Dạ, dạ em có một mối tình. Mấy dạ được cũng được 2 năm. 2 năm cũng dạ. Sâu đậm mà. Dạ kết thúc năm 2012 tới nay 8 năm rồi. Dạ vẫn ở không một mình chưa có. Thì tại sao 2 năm lại kết thúc? Dạ vì em quen thì bạn nó cũng còn nhỏ tuổi thì suy nghĩ mình vẫn chưa hợp nhau nhiều. Ừ. Thì tình yêu lúc đó thì 2 năm cũng chưa đủ lớn thì nó sâu đậm thì có nhiều cái thì tính cách mỗi người nó khác nhau nên không hợp nhau thì chia tay. Thì sau này bạn ấy cũng có gia đình luôn rồi, có con rồi. Có con luôn rồi. Dạ gia đình có con. Cũng bạn ấy thì ở thành phố luôn, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Dạ. Bây giờ mình nói cái mẫu hình lý tưởng mình cho bà mối qua nghe đi. Đây nãy giờ đứng ngắm nghía dạ, chàng trai. Dạ em chào chị Vân. Rồi, thì em cũng rất là hâm mộ chị. Em cũng đang coi cái chương trình Red Drama đó. Mà chạy đi đó, Mama, để kia chạy đi. Dạ. Chạy đi, cảm ơn em. Dạ. Trời ơi, vậy là tôi tìm mọi cách tôi phải mai mối rồi. Thì em làm vậy là chị mai mối với em, mọi cách mai mối cho đó, em. Đó, bằng mọi dạ. Cách phải mai mối rồi. Dạ. Đó chứ bây giờ nè, nếu vậy thì bạn có thể cho tôi biết là cái hình mẫu lý tưởng của cái người con gái mà bạn thích là như thế nào không? Dạ thì em là người đơn giản thì mẫu con gái cũng đơn giản thôi. Như thì chiều cao thì 1m50, 1m55 trở lên. Dễ nhìn, dễ thương rồi cân đối rồi nước da sao đậm đen. Da thì cũng nếu mà vừa trắng cũng được. Không cần trắng quá tốt không? Dạ. Trắng cũng được mà không trắng cũng không dạ. Được thì kính trên nhường dưới. Dạ rồi tóc đó. Tóc sao, tóc dài hay tóc ngắn? Dạ thì tóc cũng cỡ bằng vai cũng được, tóc ngang vai dạ bằng như cô như chị Hồng Vân gì cũng được. Đẹp rồi, dài hơn được không?
Dạ. Dài hơn được không? Dài hơn càng tốt, vì đó đẹp cũng là gọi là phụ nữ người Việt Nam đó. Chính xác luôn, người phụ nữ Việt Nam thì đẹp, rất dài. Tóc màu đen hay là tóc màu vàng? Ý là tóc natural hay là tóc nhuộm? Tóc thì em lấy bình thường thôi. Không, em thích tóc thường thôi, đừng. Được. Bình thường đúng không? Cái tóc màu đen bình thường đúng không? Đúng là mẫu người Việt Nam, phụ nữ Việt Nam. Phụ nữ Việt Nam. Dạ. Mẫu người phụ nữ Việt Nam. Có một mẫu hình nào không? Mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ thì có mẫu mẫu dạng như cũng giống như là Lương Bích Thủ thôi. Lương Bích Thủ. Ca sĩ Lương Bích Thủ. Wow. Thì cũng dễ thương rồi tròn tròn vậy đó. Có cặp mắt thì một mí thì có duyên. Tròn không? Tròn cỡ nào? Dạ. Tròn cỡ nào? Tròn cũng cỡ cỡ em nè. Tròn cỡ đây được không? Tôi đâu có tròn nữa đâu ông sao? Đây nè, tròn giống cái người kế bên á. Trời ơi, ông làm như giờ là ông nhon mà ông nhỏ lắm vậy đó, ông cứ chê bai người ta. Đâu có chê gì nè, đâu. Coi nhà gái tôi nè, xin lỗi ạ. À. À, chào em gái. Đó. Bây giờ nghe chàng trai nói bên kia, em có được cảm nhận một người như thế nào không? Dạ, có vẻ truyền thống. Truyền thống ha? Dạ. Nhưng mà mình có bao nhiêu phần trăm những cái mà bạn đó đề ra? Mắt thì không đúng rồi. Mắt thì không được rồi. Tóc thì cũng không được rồi. Tóc được, thích tóc dài. Thích tóc dài. Dạ. Chỉ có khuôn mặt mà không có miếng gì của Lương Bích Hữu hết trơn hết rồi. Cũng không có thân hình vậy luôn. Không tròn luôn á. Không, hình này đẹp hết chứ. Tròn chi. Tròn chi mệt. Tròn mệt lắm. Làm chi em ơi. Tròn làm chi em ơi. Bây giờ em muốn tìm một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Dạ, con thích là người có bản lĩnh. Bản lĩnh? Dạ. Nói nghe nè, xưng anh đi, xưng anh Linh đi chứ để ông khóc, ông tự kỷ. Không sao đâu, cứ kêu chú mà, không sao một đâu. Một hôm nào mà chương trình bạn muốn hẹn không hò sao. Mà các cháu cứ gọi chú Linh hoài là tối chú Linh tự kỷ. Sao đâu, chú mới 49 thôi chứ nhiêu đâu, con ba mấy chú 49 chứ nhiêu đâu mà dữ vậy. Dạ, vậy con xin phép xin anh. Đúng rồi, gọi anh với chị đi. Con kêu bác không được không sao chứ. Giận lẫy đó, cái dòng giận lẫy nó lộ liễu với sợ luôn á. Mệt ghê. Sao vấn đề? Không có giấu được vô trong chú lòng. Chú già thì chú già thôi, có gì đâu, có người già hơn chú mà. Có gì đâu lo. Dạ, dạ. Không sao đâu con, cứ kêu thoải mái đi, vấn đề gì đâu. Dạ, anh Linh ơi. Dạ, anh Linh ơi. Ừ, đúng rồi, đó. Mặt tươi lên liền, thấy chưa? Đó, tươi mà như là mới được tưới liền á. Em thích người là có bản lĩnh, sống có trách nhiệm. Với em quan tâm nhiều tới gia đình, chỉ cần vậy thôi à. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ không có ạ. Không có luôn. Không dạ. Có Lương Bích Thủ này kia. Dạ không có luôn. Có. Dạ. Rồi thôi. Sao mình không nói là Quyền Linh? Sao mình nói là giống Quyền Linh á? Ôi. Trời ơi. Bây giờ nè, con đi với ai? Dạ con đi với mẹ con, rồi mẹ rồi, bản thân con với bản thân. Chào anh Di Quyền Linh, chào anh Di Hồng Giang. Dạ. Tôi là mẹ của bé Trang. Dạ. Nay cũng chào quý vị khán giả, chào bên đàn trai. Cũng lên đây cũng nhờ hai MC lặn ghép hai đứa. Rồi cho nó hai đứa cơ hội. Rồi hết. Cơ hội là các bạn tự cho đó. Cô thấy đứa nhỏ này sao? Được. Được hả? Con bấm nút liền. Trời ơi mẹ dễ thương quá. Này. Trời ơi. Thấy mẹ có nói đơn giản thôi. Linh, bấm nút. Hồi nãy á, lúc Vân để ý á, lúc mà bạn bên kia nói là quê Tây Ninh á, là thấy mẹ. Nè. Tây Ninh ngon ha. Thì rước dâu cũng gần ha. Đưa dâu cũng gần nữa. Qua lại cũng gần. Rồi, khỏe rồi. Mẹ đồng ý bấm nút rồi đó. Còn em trai đi với ai? Dạ, em đi với mẹ, rồi các dì. Và một sếp và một chị đồng nghiệp trong công ty. Rồi, chúc hai bà mẹ ra giao chào luôn. Chào anh Hường Linh và chị Hương Vân. Tôi thì tôi là dì của cháu Thanh Điền. Theo dì nghĩ thì cháu gái bên đây thì ok. Còn cái khoản mà con nói Thanh Điền bên kia, cái vụ mà trách nhiệm gia đình thì con khỏi lo chuyện đó là ok. Chuyện gia đình Thanh Điền thì nó quan tâm gia đình gì lắm. Yeah. Rất đặc biệt là có hiếu thảo với cha mẹ. Yeah. Con giờ dì cũng nói là đến đây thì dì cũng mong cho hai cháu cho nhau cơ hội để tiến xa hơn nữa. Dạ. Cảm ơn. Còn mẹ đâu hả? Mẹ đâu? À dạ mẹ cầm cái micro á, xong rồi hai mẹ ra đi đứng nói chuyện mẹ, nhau một cái coi. Đưa mẹ không, mẹ đàn trai nè. Đó. Rồi mẹ đứng mẹ bên nói đàn trai với mẹ bên đàn gái đây đi. Nè. Ra ngay thảm đỏ luôn. Đứng ngay thảm đỏ luôn. Đó. Đó.
Hai bà Suya yeah. Suya mình bắt tay. Yeah. Đàn trai nói gì với đàn gái đi. Chị cũng cho hai con nó cơ hội nó gặp nhau cho nó. Nó làm sao? Cho hai đứa nó ra làm quen cho nó tìm hiểu nhau xa hơn nữa chị. Rồi, ok liền. Ok liền. Hai bà Suya ôm nhau cái đi. Trời ơi, lâu lâu mới gặp mà Tây Ninh xăm ca luôn. Xăm ca luôn. Chuyến xe Tây Ninh sáng nay chuyển bánh. Rồi, vậy là vui rồi ha. Nói chung là mọi người cũng thấy ok rồi. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Ông mở rào đâu rồi? Ông ngủ đâu à? Có mở rào cũng ngủ không à? Chào em. À. Anh có chút quà gửi em. Dạ em cảm ơn anh. Để phải thể hiện tấm lòng của anh. Dạ. Thì cái này không anh chỉ tặng để góp vô chương trình tinh giúp phần một món quà thôi. Còn dạ. Đây thì nó có ý nghĩa đây. Dạ. Cái này là cái thắt, anh thắt cái tim bảy màu. Đó. Dạ. Thì cái hình này á mà là em tượng trưng cho em. Dạ. Còn anh này là trái tim tượng trưng dạ. cho anh. Dạ. Và trái tim anh sẽ lớn bao ra để phủ lại em, phủ dạ. phủ kính em để bảo vệ em. Dạ. À nhưng cho mà lý do gì bảy màu với anh? Dạ. Sao bảy màu với anh? Dạ thì tim gì nhiều màu dữ vậy, một màu em, đỏ em muốn là tình yêu nó có nhiều sắc màu, nó thay ừ. Nó sẽ nên à. Biến đổi rồi thì nó sẽ cảm thấy nó thú vị hơn trường, đúng không? Gần như là nó tô thêm cái tình cảm tình yêu nó thêm giàu giàu dạt hơn thêm thôi. Ừ. Dạ. Còn đây thì cái quả cầu tiết thì anh cũng muốn là tương lai anh cũng như thế này. Dạ. Là hai vợ chồng sẽ vĩnh cửu như thế này. Đó là cùng nhau để mà ngắm hoàng hôn hay gì đó. Dạ. Đó. Rồi, đây là tấm bóng của em. Rồi để bên đây, để bên đây rồi bên nữ tặng quà. Chu dạ. đáo dễ sợ luôn. Chu đáo lắm luôn. À, em cảm ơn anh. Mẹ em tặng anh cái cà vạt. À. Dạ. Đúng rồi. Đâu cái gì? Cái gì mà dạ, cái cà vạt à. À cái cà vạt. À. Dạ. Chứ vậy tại sao lại tặng cà vạt? Tại sao lại tặng cà vạt? Con này em xin phép. Rất là đẹp luôn, một cái màu em cũng thích luôn. Đúng màu em thích. Đúng, đúng em không? Thích luôn. Em cũng thích là màu sọc 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 bông bông gì đó. À. Mà nhưng màu phải màu xanh. Màu xanh. À, rồi giờ lý đẹp. Do nè, lý do tại sao tặng cà vạt? Để trói buộc hả? Hay là thắt cổ hay gì vậy? Nói đi. À, dạ thì để em muốn có cơ hội gắn bó lâu dài hơn ạ. Ừ. Dạ. Ràng buộc, một sự ràng buộc nhẹ đúng không? Dạ. Rồi. Ừ, rồi sẵn đây anh cũng có một bài thơ tặng em. Dạ. Thì anh cũng sáng tác, anh tự sáng tác nhưng mà cũng không hẳn nói hay lắm, thì tấm lòng của anh thôi. Dạ. Thì gặp nhau duyên nợ là đây, cho anh cơ hội hẹn hò với em. Dạ. Nhờ phước ông mai bà mối dẫn đường dẫn lối cho anh yêu em. Dạ. Yêu em yêu cả trái tim, tình anh tình em trọn đời sắc son. Dạ. Yêu em yêu cả đường đi, cách sông cách núi cũng không cách lòng. Dạ. Cho anh nắm tay cái đi. Trời đất ơi. Yêu em giữ viện giữ vẹn câu thề, chung thủy giữ mãi tình không hề phai. Yeah. Yêu em yêu mãi cuộc đời, dù bao gió dù bao sóng gió vẫn là của nhau, trăm yeah. năm hạnh phúc bắt đầu thủy chung. Dạ. Yeah. Em cảm ơn anh. Yeah. Rồi mình có hát lại mình tặng không? Chứ thấy bên con trai vũ bão quá. Dạ vậy em xin hát tặng anh một bài là bài tên là Anh. À, dạ anh cũng em cũng biết hát đúng không? Dạ. Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối, dù cho những lúc giá rét, dù đêm mùa đông lạnh lùng, anh đến với anh mang bao tình yêu nồng nàn, nụ cười trên môi xóa hết âu lo. Rồi, hai đứa về về chỗ ngồi nói chuyện với nhau đi. Đó, đúng rồi, em quay qua bên Em cũng quên, em xin gửi phần cho ông Bay mà mối nữa.
thì em chỉ tặng được hả? Em tặng theo tuổi. Ngại quá. Đây là tuổi của anh Quyền Linh. Đúng không anh? Rồi. Đây chị Hồng Vân là tuổi của chị Hồng Vân. Ôi cảm ơn em. Trời ơi. Một con ngựa bằng pha lê. Em ơi Linh ơi, em con gì vậy? Dạ. Con này em à. Con này em giống... Linh, em Quyền Linh á. Em ăn con gì vậy? Con này cũng giống tuổi nhưng mà chưa phải tuổi. Con gà phải không? Ừ. Mình con khác. Ủa vậy hả? Xem nhiều con vậy Linh? Không, con này chứng minh nhân dân, con kia con khai sinh khác. Vậy hả? Thôi kệ cũng được. Cảm ơn nha. Con. Dạ. Đồ đẹp quá. Tặng gà mái. Không có gà trống, kiếm gà trống không có. Hả? Gà trống xong thấy cái gì chưa vậy? Ý là kiếm gà trống không có, em mua đại gà trống. Trống phải thấy chứ. Không thấy gì thấy gà trống. Ý là em mua gà trống ở Thi Thủy á. Gà trống sao mặt mái quá vậy? Thì bây giờ mặt cái người được tặng sao thì nó y vậy thôi chứ. Nhưng mà thì thể hiện anh Quyền Linh thì đúng cũng rồi. Là người đảm đang trong gìn trách nhiệm trong gìn á. Thì chưa? Cũng giống phụ chính nữ vậy thôi. Đảm đó. Đang việc nhà. Người là đàn ông của gia đình. Chân chất mộc mạc. Đúng rồi. À, dạ. Thôi hai đứa nói chuyện đi để thì, hết thời gian đó. Em cũng thích cũng đam mê cũng thích anh Quyền Linh lắm. Thì nhất là bộ phim Đọc Tiền Sương Máu đó. Dạ. Đó, lúc đó anh đó. Quyền Linh đẹp quá trời ha. Quá trẻ đẹp luôn, có để bù lâu nữa. Đúng rồi. Đẹp lắm. Giờ đỡ đẹp rồi. Giờ bớt chút đỉnh thôi. Không, giờ đẹp lão rồi. Thôi tập trung về tình yêu hai đứa đi. Dạ. Em cho anh hỏi là theo quan niệm của em là tình yêu chân chính là sao? Như thế nào? Dạ, em nghĩ tình yêu chân chính là có sự chia sẻ với nhau. Giai đoạn đầu thì chỉ tìm hiểu, nhưng mà khi mà quyết định yêu rồi á thì mình chấp nhận những cái xấu của người ta, cái tốt của người ta. Còn nếu mình không chấp nhận được thì cái đó không phải là gọi là yêu nữa. Thì thường ông bà người ta nó có câu là yêu là mù quáng, có nghĩa là mình không phải là mù quáng là mình không có thấy đường, mà là mình thấy những điểm xấu của người ta thì mình tìm cách, một là nếu mình thích nghi, còn không là mình cố gắng mình để cho người ta biết cái đó để người ta sửa, chứ không có bắt ép gì hết. Không có cái to giữa hai người gọi là tình yêu chân chính, em nghĩ là vậy. Em có biết nấu ăn không? Dạ, hồi nãy em có chia sẻ là em biết nấu ăn. Anh cũng nãy cũng tập trung quá cũng quên hỏi em á, không biết em tên gì vậy? Anh chưa quên biết tên. Trời đất ơi, từ bây giờ mà chưa biết tên nữa. Dạ em tên Trang. À Trang. Dạ em nhớ anh Trang tên có gì cần không? Hỏi anh tên gì không? À dạ, còn anh. Dạ tại hồi nãy mic hơi nhỏ quá, anh em không có nghe. Không, em thấy là giờ họp rồi đó, hai người quên hết họp rồi đó. Em nói tên của em luôn đi. Dạ em anh tên Điền. Dạ. Tên Điền. Trong giấy xanh tên Điền. Còn hai đứa nhà tên Trang á. Đứa tên Trang, đứa tên Điền góp là Điền Trang. Trời đất ơi, ta nói. Nghe cái câu đó trời, anh Quyền Linh nói là thấy cũng nghe sợ. Nó có Điền Trang. Trời, mà Điền Trang, Điền Trang là một cái khu đất rất đúng là rộng. Rồi. Điền Trang tức là một cái trang trại lớn, thiệt lớn. Rất là giàu. Điền Trang chứ không phải là Nghĩa. Trời ơi. Trời. Rung quá. Điền Trang làm khu đất rộng lắm, giàu có lắm á hai đứa. À, là dạ. Chủ đồn Điền đó, chủ Điền đó. Dạ đúng dạ không? Dạ. Chủ Điền trại, một cái trang trại lớn. Hiện tại giờ em đang ở quê luôn hả? Dạ em ở quê luôn. Dạ em đang ở quê luôn. À ý dạ. Em làm chủ hay làm em đi làm thuê? Làm dạ. Dạ em làm tại nhà em. Dạ. Nghe không? Tại nãy Cương nói nhỏ quá đó Trang. Phân phối hóa mỹ phẩm tại nhà. Mình có mở spa luôn không em? Hay là chỉ phân phối mỹ phẩm thôi? Dạ em không có làm spa. Dạ. Thì thời gian em rảnh là lúc nào? Trong tuần á, thường rảnh những thời gian nào? Thường trong tuần rảnh là chắc thứ hai á. À thứ hai hả? Dạ tại thường thứ bảy chủ nhật là đơn nó nhiều á. Dạ. Rảnh là cả ngày luôn, tới tối luôn. Dạ, dạ, có khi tối khách cần thì em vẫn giao cho khách. À, không sao, thì nếu mà em bận mấy ngày mà anh nghỉ á, thì anh lên đó phụ em thôi gì đâu. Dạ. Lên đó em phụ em nhận ship hàng cho em cũng được. Đúng anh rồi. Anh cũng từng nhận đi ship hàng rồi đi. Dạ, chúng ta cũng đi, mình điểm đi hàng anh cũng không ngại vấn đề. Anh đi lên xuống nhiều lắm. Chính xác. Hồi xưa là cái đường trường anh đi nhiều lắm, anh không có gian khổ là anh không có ngại vậy đó. Nên có gì nếu mà em sắp xếp không được, nghỉ thời gian anh nghỉ mà em lại làm thì anh hỗ trợ cho gì đó. Dạ. Mình cũng cùng tỉnh mà, cùng quê mà.
Dạ. Về live stream rủ anh đi chị Hồng Vân live stream bán hàng luôn. Dạ. Trời ơi, thấy Lê Dương Bảo Lâm ông hai vợ chồng nó bán mà tao nói quá trời bán luôn mấy đứa ơi. Đó. Em thấy anh thế nào? Dạ, anh đúng chuẩn truyền thống. Nhìn nam tính. À vậy thôi hả? Anh tưởng em nói đúng chuẩn mẫu người của em chứ ai giờ đúng chuẩn truyền thống hả? Vậy chưa đúng chuẩn mẫu em đúng không? Dạ. Thì chúc anh sẽ biết. À, biết kết quả hả? Dạ. Bây giờ quan điểm hôn nhân gia đình thế nào? Hai em trao đổi với nhau luôn. Đối với em thì hôn nhân, dặn như là hạnh phúc trong hôn nhân nó như thế nào? Nó quan trọng ở yếu tố nào? Em nghĩ yếu tố là đồng cảm. Đồng cảm với biết lắng nghe. Dạ. Tại vì, còn phải dạ. Lắng nghe rồi, tôn dạ. trọng lẫn nhau. Tại vì không ai toàn vẹn hết. Thì nếu mà mình sống chung mà mình chia ly á, mình bắt từng ly từng tí một á, không có sự đồng cảm, không có sự lắng nghe thì khó không có sống chung được với nhau. Thì em nghĩ là vậy. Thì dặn mình có nỗi buồn gì cũng chia sẻ đúng không? Cũng dạ. đều dặn tâm sự với nhau, không được giấu đúng không? Mà dạ. cũng không có sống giả dối với nhau. Dạ đúng rồi. Cũng vẫn là em cứ dặn như là có ghen không? Hay là ghen hay gì không? Em đặc biệt là không có ghen. Vậy hả? Không dạ. ghen gì đó, chắc là tình yêu không sâu đậm hay sao, nó không ghen á. Không yêu đối phương, không ghen thôi. Dạ, chứ tại... ghen anh cũng thích nhưng mà ghen chừng mực thôi. Dạ. Dạ mình biết cách đúng ghen, đúng hay sai thôi. Vậy chứ là... ghen anh cũng thích ghen nữa, ghen thì người ta mới yêu mình, mới ghen thôi. Chứ không yêu mình là không ghen. Dạ em nó dễ bị là tình cảm nó nhạt lắm, thiệt là nhạt lắm. Thật sự là nếu mà mình không ghen là tình cảm dạng như mình chưa tới, hay là tính của em, tính là em như vậy. Dạ tại vì em thì giống dạng hai tính cách đối lập nhau á. Ở trong công việc thì em rất là cởi mở, rất là chia sẻ. Còn ở trong cuộc sống thì em hơi khép kín một xíu. Ý gọi là nội tâm. Em có người phải là người gia đình không? Quan tâm, chia sẻ. Em là người gia đình. Dạ. Thì có quan tâm, chia sẻ được rồi. Dạ. Ghen thì từ từ tính sao đi. Tương lai đi. Đâu bây giờ bạn này là kế toán nè. Thì giờ bạn tính sao? Mai mốt ví dụ như... lấy nhau rồi thì dạ. ai sẽ là người giữ tiền nè? Dạ thì em tuy là em làm kế toán thôi chứ em cũng muốn giao tiền cho vợ giữ. Trời ơi ngon nha. Dạ, vợ đầu giữ. Quá hả? Đúng dạ. không? Nhức đầu quá đúng không? Thì nếu vợ nếu làm kinh doanh thì cũng tính toán cũng nhiều hơn là kế toán nhiều. Tính đánh về lợi nhuận đồ thứ nhiều thứ lắm. Thì nếu mà hai chồng nếu mà kết hợp nhau thì kế toán với kinh doanh thì nó cũng rất là tốt. Nếu mà ngành nghề mà mỹ phẩm nữa thì rất là chuộng bây giờ. Nếu mà được thì cũng tương lai mình thành lập công ty rồi phân phối nhiều chỗ thì nó cũng đó. Kết hợp lại cũng được. Cũng tốt, rất tốt. Thì anh thì nó đó là anh là người rất trách nhiệm và rất là điềm đạm và rất dễ bị cảm xúc cảm động á. Thì anh thì nặng tình cảm lắm á. Ai mà nhận ai quý anh quý ai đó thì là quý rất là nhiều. Thật là sự rất là quý. Đó, tính em anh là đến nó vậy. Dạ. Rồi quan điểm về con cái thế nào, con trai con gái dạ. gì đó thì em muốn bao nhiêu người con? Dạ em muốn càng nhiều càng tốt. Mà dạ. em sợ mình lớn tuổi rồi á. Em dạ. cũng tâm sinh năm 88 mà đúng không? Dạ 88 32 rồi đó. Dạ 32 dạ. sớm chút đi. Nếu mà tuổi em thì nếu mà được thì cũng hai là đủ ha. Em thích nam hay nữ? Dạ em đều thích nam. Em thích nam nữ đều được hết ạ. Thì anh cũng vậy, em cũng dạ. thích nam nữ thì nó. Dạ. Thì mình nếu mà tìm hiểu được á thì thời gian mình bao lâu mình được kết hôn? Tính kết hôn. Tìm hiểu nhau nếu đủ chính á. Dạ cái này á thì em nghĩ là nếu mà hai bên mà thấy hợp với nhau á, thấy hợp tính cách với nhau, có thể sống chung với nhau lâu dài á, thì thời gian em nghĩ là 6 tháng cũng được, mà năm cũng được, nhưng mà tùy thôi, tùy nếu hai người hợp với nhau thôi. Chứ nếu mà hai người tìm hiểu hoài mà không có ra cái vấn đề thì cho thời gian giờ 5 năm hoặc là 2 năm cũng không có ra. Thì 6 tháng thì đó anh cũng ok đó, thì cuối năm cũng được ok luôn. Nó càng sớm càng tốt cũng được. Dạ. Nhưng mà thì mình chịu khó, quan trọng là mình hiểu nhau, là tìm hiểu nhau, chịu khó. Quan trọng thời gian của em làm thấy có thời gian để nhắn tin đồ hay là gì không?
Em cũng hơi ngại ngại cái vấn đề đó đó. Dạ, dạ. Em hỏi anh có ghen không ạ? Anh thì cũng ghen đó, anh yêu cũng ghen, nhưng mà ghen đúng mực thôi. Ghen nhiều không? Không, ít không nhiều. Em tại em sợ lắm. Em tiếp xúc nhiều. Dạ, công việc của em đàn ông hả? Dạ, đúng rồi. Em tiếp xúc nhiều, đi ra ngoài nhiều, đôi khi em đang bận á thì em không có nghe điện thoại đồ á, thì có khi nhiều người ta ghen nhiều á thì không nghe, bắt đầu cái người ta gọi là bật giận trong người lên á. Mất công đó. Dạ. Không, cái đó thì trong tình yêu mình quan trọng cái yếu tố đó là phải tin tưởng nhau. Dạ đúng rồi. Đó, tin tưởng nhau, hiểu nhau. Thì mình á, mình vẫn giữ đạo là được rồi. Mình dù tiếp xúc với ai chăng nữa, nhưng dạ, mà một lòng vẫn hướng về gia đình, hướng về dạ, người chồng yêu dấu của mình là được rồi. Dạ. Trời, hướng về người chồng yêu dấu. Em bán hóa mỹ phẩm mà em đối tác em đàn ông nhiều lắm hả? Dạ. Trời ơi, vậy đàn ông này xài mỹ phẩm dữ quá ta. Dạ, khách hàng á. Khách hàng còn là ông không hả? Đa phần. Trời ơi, đa phần đàn ông. Ủa, vậy là em bán, vậy là em bán những cái đồ cho nam nhiều hả? Dạ không có, quá phẩm là bán son phấn đó. Quá phẩm cho người ta tiêu dùng hàng ngày á, cô Hồng Vân. Quá nhà phẩm cửa. Không, dạ, không quá phẩm với mỹ phẩm. Cái đồ của Linh á. Hóa mỹ phẩm hả? Dạ. Hóa mỹ phẩm á, đồ lau nhà, nước rửa tay. Dạ dạ. Ông vợ đi hay đi chợ nó giữ ta. Được rồi, nói chung đàn ông giờ thay đổi hết rồi. Có thể xài mỹ phẩm, có thể tự đi mua hóa mỹ phẩm luôn. Hóa mỹ phẩm đó. Dạ. Rồi, bây giờ này, em dạ, nói một câu gì đó rất ruột mình ha. Nói những cái suy nghĩ tận đáy lòng về đối phương, cảm nhận đối phương thế nào. Dạ. Nói đi rồi mình tiến hành bấm nút. Thì anh thì thấy em á, cũng dễ thương, đẹp, sống mũi cao. Hơn mẫu người lý tưởng của anh rồi đó, hơn rồi đó. Hơn bạn như vượt tầm kiểm soát của anh rồi đó. Vượt tầm kiểm soát, đúng rồi. Rồi thì anh cũng mong là mình gặp chương trình, nhờ tham gia chương trình thì có duyên. Dạ. Này là thật sự là có duyên. Cho nên thì anh đến với em thì bằng cả trái tim, bằng cả con người mình luôn, có thể là cả tính mạng mình luôn, để bảo vệ em. Rồi lo cho em hạnh phúc, để em không buồn hay là bị chạnh lòng, hay là buồn thay tủi thân vấn đề gì hết. Dạ. Đó, anh sẽ cố gắng, anh là người đàn ông chính trách nhiệm, anh cố gắng sẽ cho em được hạnh phúc và dạ, vui vẻ. Hay sẽ... quá. Tôi nghe vậy là tôi bấm liền rồi đó, tôi không có chờ đợi gì hết trơn. Quá wow, hay luôn. Khoan, trước khi bấm cho em hỏi câu anh có hay nói ngọt không ạ? Không, đôi lúc anh cũng có nói ngọt. Dạ, không, như anh cũng có lãng mạn á. Ý là trong cuộc sống là anh nói ngọt hay là không thích nói ngọt? Em đối với anh đó hay sao? À, dạ, em nói ngọt anh, với anh hay sao? Không, anh đối với người khác á. Cũng có ngọt, cũng có. Anh thích ngọt, anh cũng thích ngọt. Bản thân anh thích ngọt thì anh cũng thích ngọt người khác. Ý là anh có thích nói ngọt không á? Đúng rồi, thích. Thích nói ngọt người khác. À. Dạ. Thì nãy giờ y chang gì đó con người sao nãy giờ cứ gọi là trình bày hết rồi. Nhưng mà ngọt không phải là ngọt, vấn đề mà mình nói giả dối, mà tấm lòng mình đó. Dạ dạ. Tấm lòng mình nói tức ra tốt ra. Em đó, phải nói em là một con người nhẹ nhàng, một con người dạ, lãng mạn. Dạ, đó, thích lãng mạn và là một người tinh đàn tế, ông nhẹ nhàng chứ không có hung dữ, không có cọc cằn, đúng không? Đó là như vậy đó cưng. Không, đây là một người chân thành đó, một chàng trai rất là dễ thương. Anh thấy rằng là cậu này là con người rất là bản lĩnh và vững vàng luôn đó. Biết cách giao tiếp, nói chuyện tốt. Mình không nghĩ kế toán là như thế. Thật sự những người kế toán họ rất là gọi là hơi khô khan chút xíu ha. Nhưng mà anh chàng này cũng tương đối là ước ác đó nha, tình cảm lãng mạn đó. Dạ. Không phải người ta bán robot mà người ta như robot đâu, không? Rồi, để tay vào nút bấm đi các bạn. Tìm ra chưa? Dạ rồi. Rồi, ok. Sao ngồi chi mà khổ dữ vậy? Lấy cái tay dầm đó qua. Không. Ngồi sát vô. Ngồi sát vô. Ngồi vô giữa nè, vô giữa đi, vô giữa. Dạ rồi, rồi. Dạ. Rồi. Bây giờ thì mình trò chuyện cũng khá lâu. Mình cũng nghe người thân góp ý, mình cũng cảm nhận từ ánh mắt đến ánh mắt, cảm nhận từ trái tim đến trái tim, từ con người, từ cả cái tấm thân này, ha, tính mạng nữa, tính mạng luôn nữa. Nói tóm lại là mình nhắm mắt lại kiểm tra xem thật sự trái tim mình rung động trước đối phương chưa. Nếu có một chút rung động, chúng ta đừng ngại ngùng bấm ngay cái nút đó. Còn nếu mình chưa cảm nhận được gì thì không cần bấm nút. Bởi vì chúng ta bấm nút là chúng ta lừa dối nhau.
Nếu không cảm nhận được gì, chúng ta nhường nút bấm đó cho nhiều người khác. Đừng cướp đi duyên nợ của người khác. Đơn giản là như vậy. Và khi bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Bấm nút là trao duyên nha. Các bạn suy nghĩ cho kỹ. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định điều đó. 1 2 3 Hết thời gian. 2 Chúc mừng. Yes. Nào. Giỏi. À, sẵn đây em xin góp vui một bài hát nữa. Nữa hả? Dạ vui một bài hát thôi. Vui quá mệt đúng không? Dạ vui rất là vui thì dạ, em xin hát bài hát Ngẫu Hứng Thiếu Cầu. Rồi bây giờ là phải hát cho tất cả mọi người thấy hát cái bài lâu niềm đài vui của mình đi. Đó. Dạ. À, chuyến xe Tây Ninh gì đó. Bằng lòng đi em về với quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây trái, một vườn cây xanh, hoa trái đơm hương, thiền ái qua sông, giọng hò mênh mông. Bằng lòng đi em, anh đón qua cầu mùa mưa, cầu che dấu khó đương dâu. Bằng lòng bên anh dưới mái tranh nghèo, về đây người quê chỉ có tấm lòng, có chiếc chuồng, có trái tim. Thôi khỏi luôn đi, thôi khỏi đi. Được rồi đó, như đó đủ rồi. Rồi mà hát tùm lum hết trơn luôn. Nó đang tình cảm hát hồi mất cảm xúc luôn à. Về tập lại chuyến xe Tây Ninh nha. Dạ dạ. Chuyến xe Tây Ninh sáng nay chuyển bánh chở những niềm vui hớn hở đón cô dâu về. Nhớ nha. Dạ dạ. Rồi bây giờ nắm tay chứ đừng có buông tay nhau. Cặp này là được rồi đó, 32, 34. Nói chung là hợp lý. Cũng tới giờ rồi, thấy không? Không có sớm, trễ rồi đó. Dạ. Còn sinh con đẻ cái càng nhiều càng tốt. Như dạ. Gái vừa mới nói. Dạ. Đứa bán robot, đứa bán mỹ phẩm. Công ty em là robot. À, robot hả? Dạ, với robot. Ủa, robot với robot mấy thứ? Thiếu chữ T thôi. Robot là gì? Robot là gì? robot là robot là cái máy móc, còn robot là con người. Là con robot đó hả? Đúng rồi, con người. Thôi không có bàn về robot nữa, bây giờ để chưa ta nói chuyện. Ta nói chuyện với mẹ chút xíu đi, em xin phép gia đình đi. Dạ thì ở nhân đây chương trình đó thì con xin phép anh để xin phép cho con làm quen với Trang, tìm hiểu Trang. Và có thể là con thay bác để chăm sóc và lo cho hạnh phúc cho Trang sau này. Dạ, con xin hết. Rồi, Trang được nói quá. Gì với bên đây đi. Trang nói gì với mẹ, với dì nè. Dạ, con chào dì, chào mẹ. Mẹ luôn cũng được, sao cả. Dạ. Nhân đây thì lên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì con cũng muốn cho mình cơ hội, cho anh cũng một cơ hội để tìm hiểu nhau. Nếu mà có hay có duyên thì hai người tiến tới hôn nhân ạ. Dạ. Ba chào mẹ, chào gì rồi đó, mình chào lợi đi. Dạ thì do lúc nãy thì em cũng con cũng hơi sót thôi, con chào mẹ lại. Mong con sẽ được kêu mẹ nhanh sớm nhanh. Dạ hay được lắm á, bây giờ con thấy này được á cô. Rồi xin phép mẹ luôn, xin phép mẹ cho con hôn nụ hôn đầu tiên cho em Trang. Dạ thì nhân đây thì con cũng xin phép là mẹ cho con hôn nhẹ môi lên má của em Trang. Dạ. Hôn nhẹ môi của ổng lên má của Trang đó. Dạ được ông bác, vô ông mẹ. Được. Dạ. Được à, có duyên lắm á, dễ thương nữa. Bạn Trang nó cũng vô thế ghê luôn á. Ừ. Quẹt đó, rồi dính liền.